Xin chào quý khách hàng đã đến với kênh YouTube của Bếp Xanh. Nếu như quý khách hàng đang tìm kiếm một chiếc máy hút mùi nhỏ gọn, dễ lắp đặt và có công suất hút cao để phù hợp cho những căn bếp vừa và nhỏ thì trong video ngày hôm nay, chia sẻ gợi ý đến quý khách hàng một máy hút mùi cổ điển của hãng Sinhao với mã là SHB6118B với công suất hút lên đến là 700 mét khối trên giờ. Trong video ngày hôm nay hãy cùng chị theo dõi và khám phá chi tiết hơn về máy hút mùi này nhé. SHB6118B là sản phẩm máy hút mùi dòng cổ điển của thương hiệu là Sinhao. Thiết kế của máy thì chúng ta sẽ thấy một cái tông màu đen rất là sang trọng và lắp đặt thì sẽ lắp ở phía dưới của tủ bếp ha. Cái phương thức này lắp rất là dễ, không có cần phải khoan tủ gì cả. Tổng thể của máy thì sẽ phù hợp cho chiều rộng tủ là 700mm. Ở phía trước chúng ta sẽ có hệ thống bảng điều khiển bằng nút nhấn rất là dễ sử dụng. Còn ở bên dưới thì sẽ có cái hệ thống đèn để thuận tiện hơn trong việc nấu ăn vào ban đêm. Công suất hút của cái máy hút mùi này là 700 mét khối trên giờ và sử dụng cái động cơ đôi. Khi đi mua thì nó sẽ có kèm cho chúng ta là hai cái bánh than hoạt tính cũng như là cái ruột gà phủ bạc ha. Phi là 120mm để quý khách hàng có thể là đi ống dẫn khí trực tiếp ra bên ngoài. Về kích thước thì mẫu máy hút mùi cổ điển này sẽ có bề ngang là 69.5cm, chiều sâu là 47cm và chiều cao là 13.5cm. Với kích thước này thì chiếc máy hút mùi sẽ dễ dàng kết hợp được với những cái mẫu qua bếp từ, nè, bếp điện hoặc là bếp ga có từ 2 đến 3 bồn nấu để mang lại khả năng khử mùi hiệu quả. Còn về cái phần mặt kính ở phía trước này thì khi mà không có sử dụng, quý khách hàng có thể là gạt vào để giúp máy nó gọn gàng hơn và tối ưu không gian hơn. Còn khi sử dụng thì mình có thể đẩy nó ra để giúp cho khói mùi á nó sẽ tập trung vào cái phần lưới hút dầu ở đây ha, nó sẽ đi trực tiếp vào bên trên, nó sẽ không có bị lan ra ngoài nhiều trong cái phần không gian bếp. Còn về chất liệu thì cái phần vỏ máy sẽ được hoàn thiện từ chất liệu là thép không gỉ ha, bề mặt không có bám vân tay và giúp chúng ta có thể là dễ dàng vệ sinh. Cách sử dụng của cái mẫu máy hút mùi cổ điển này thì cũng rất là dễ thôi. Ở phía trước thì chúng ta sẽ có hệ thống bảng điều khiển bằng nút nhấn rất là dễ sử dụng nha. Ở ngoài cùng mình có nút nguồn để bật tắt máy nè. Rồi ở đây chúng ta sẽ có ba cái nút quạt từ nhỏ đến lớn để mình tùy chỉnh phù hợp với cái mức độ khói mùi ở trong bếp. Còn ở ngoài cùng thì mình sẽ có một cái nút để bật mở đèn nha. Ở phía dưới thì mình sẽ có một cái dãy đèn bằng dây tóc. Thì mình nấu ăn vào ban đêm nếu mình có thể bật lên để hỗ trợ mình nấu ăn nó sẽ thuận tiện hơn ha. Ở đây thì ba công suất hút nè, đây là mức 1 là mức nhỏ. Rồi, mức 2 là mức vừa. Mức 3 là mức lớn. Khi muốn tắt thì mình sẽ ấn vào nút nguồn ở đây. Bảng điều khiển thì rất là dễ sử dụng thôi, những người lớn tuổi trong gia đình vẫn có thể là điều khiển chiếc cái máy hút mùi này rất là dễ dàng. Khi mà máy hoạt động thì khói mùi sẽ được hút trực tiếp lên phía trên này và nó sẽ được giữ lại ở cái vỉ lọc dầu đây nha. Vỉ này có tác dụng là giữ lại dầu mỡ trong quá trình mà mình nấu ăn đó. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái vỉ lọc dầu bằng nhôm có thể tháo ra rất là dễ dàng để mình có thể là vệ sinh ha. Thì tùy vào nhu cầu sử dụng, mức độ thì tầm có thể một tháng mình vệ sinh một lần ha. Rồi ở bên trong thì mình sẽ có động cơ đôi với hệ thống khử mùi bằng than hoạt tính. Khi mà mua thì mình sẽ có sẵn kèm hai cái bánh than hoạt tính như thế này, hoặc là nếu có thằng nào muốn đi thêm đường ống dẫn khí trực tiếp ra bên ngoài thì mình có thể khoét lỗ tủ ở phía trên để mình đi cái đường ống ra ha. Thì với hai cái phương pháp hút mùi này thì máy hút mùi sẽ chắc chắn mang lại một khả năng khử mùi rất là triệt để và công suất là lên đến 700 mét khối trên giờ, thì sẽ giúp cho không gian bếp của mình nó sẽ được trong lành và thoáng đãng hơn. Nhìn chung thì máy hút mùi cổ điển Sinhao SHB6118B có thiết kế rất là sang trọng nè. Tông đen thì sẽ dễ dàng phối hợp với nhiều không gian bếp khác nhau và phương thức lắp thì cũng rất là dễ nữa. Phía trước chúng ta sẽ có hệ thống bảng điều khiển bằng nút nhấn rất là dễ sử dụng, công suất hút cao và có đèn để hỗ trợ chúng ta thuận tiện nấu ăn vào ban đêm. Thì chị nghĩ đây là một chiếc máy hút mùi cổ điển rất đáng để cân nhắc nếu quý hàng đang có ý định tìm kiếm một chiếc máy hút mùi giá rẻ cho gia đình. Về thông tin chi tiết và giá của sản phẩm thì chị sẽ để ngay trong phần đường link ở mô tả bên dưới, và để có thể sở hữu chiếc máy hút mùi này với giá ưu đãi nhất, quý khách hàng có thể đến ngay trực tiếp các hệ thống showroom của Bếp Xanh hoặc gọi hotline 1800 6775 hoặc truy cập website www.bepxanh.com để được nhân viên của Bếp Xanh tư vấn chi tiết hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video lần sau.